bây giờ chắc có lẽ là thôi, cho mấy em tự xử luôn. Em nào mạnh thì em đó thắng, chứ giờ không biết làm sao luôn á. Tại vì cái vàng này á, cái vàng để cho nó bò lên thì nó nhỏ, diện tích nó nhỏ, mà cái số lượng trồng của mấy em này thì đủ thứ rau trong vườn hết. Bây giờ thì không biết xử lý như thế nào cho mấy em. Thì giờ thôi đi, em nào mạnh thì em đó thắng, chứ giờ không biết làm sao nữa. Quá nhiều rồi, giờ không biết xử lý làm sao luôn. Coi nè các bạn xem nè, cái 5 dây đậu que của Trang thì nó đã lên tới nóc vàng này rồi nè. Hôm nay nó trái rất là nhiều luôn á các bạn, quá trời trái luôn. Trái mà tao nói ha, nó non á, mà cái trái của nó bự á. Một nhánh vậy nè, nó làm cho một nhánh vậy làm cho bốn trái chùm chùm vậy nè. Nè, mà cái trái của nó bự nhưng mà nó rất là còn rất là non luôn á các bạn. Hầu như là nó chưa có cái hạt luôn á. Đây nè, trời ơi, nó đi từ dưới gốc nó đi lên nè. Các bạn xem coi nè, đây nè, nó đi từ dưới gốc nó đi lên nè. Wow, nhìn coi nè. Thì bây giờ em này đã bò lên tới đỉnh nóc vàng rồi. Còn mấy em kia thì mới có lưng chừng giữa thôi. Nên là chắc có lẽ là em đậu que này thắng trước. Em đậu que này chắc thắng rồi nè. Lên này, lên tới nóc luôn rồi nè. Đó, các bạn xem nè, đi lên tới nóc luôn rồi. Mà quá trời trái rồi, mịt hết trơn luôn. Bông trái tao nói lũ khủ hết trơn luôn rồi. Đây nè, trời ơi, cái hoa của nó nè, cái hoa của nó màu trắng á, nó nhỏ nhỏ nhí nhí nè, nhìn thấy cưng không? Các bạn xem coi nè, nó nhỏ nhỏ nó nhí nhí cái hoa này nè, nhìn thấy thương gì đâu luôn á cái nè. Trời ơi, thấy ghét dễ sợ vậy đó. Còn em dưa leo này hôm bữa bị bệnh đốm lá, đốm vàng, thì đã xử lý thuốc xịt đốm lá, đốm vàng á. Thì bây giờ em khỏe, em cũng đã bò lên nè, em bò lên tới nóc lên đây rồi nè. Đó, bây giờ cắt ăn được 6 trái rồi, giờ nó lại tiếp tục có trái nữa nè. Các bạn thấy không, đây nè, trái nhỏ 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 nhí nhí nó lên nè, nhóc hết trơn luôn nè. Đây, ồ, em này nay khỏe rồi, em này bắt đầu vượt lên rồi đó, đua theo đó, đua theo mấy bạn kia đó, mà không biết ẻm lên tới đâu đây. Đó. Thank you.
như vậy để cho nó bò. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Trang. Bây giờ thì Trang xin bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.